Khám phá sức mạnh chim ưng biển Boeing V-22 Osprey. Chiếc máy bay phản lực V-22 Osprey có thể hoạt động ở các địa hình nhỏ hẹp, từ trong rừng rậm cho đến các đường băng dã chiến cực ngắn và các tàu sân bay trực thăng nhỏ. Xét về cấu tạo, V-22 Osprey có chiều dài 17,5m, chiều rộng cả cánh 25,8m, trọng lượng cất cánh tối đa 27,4 tấn, tầm hoạt động 1.600 km, có thể chở theo 24 binh sĩ hoặc 9 tấn hàng hóa, khí tài quân sự. Điểm đặc biệt của V-22 Osprey là nó có động cơ có thể xoay một góc 90 độ để vừa có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng, lại vừa có thể lao đi trên không trung như một máy bay động cơ cánh quạt thông thường. Với tốc độ nhanh và khả năng cơ động cao, V-22 Osprey được xem là loại máy bay phù hợp để triển khai bộ binh cũng như tham gia tấn công ở nhiều chiến trường khác nhau. Với khả năng chuyên chở khối lượng hàng hóa lớn, cùng độ linh hoạt khi có thể cất và hạ cánh ở nhiều loại địa hình phức tạp, V-22 Osprey còn được lục quân Mỹ thường xuyên sử dụng trong các chiến dịch cứu hộ, cứu nạn đặc biệt.